Rộ tiên Mỹ Tâm bỏ đi khi sắp biểu diễn ở Việt Nam Idol, đàn em ăn gạch vì lỡ khuyên thí sinh điều này. Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về việc các giám khảo Việt Nam Idol, nữ ca sĩ Mỹ Tâm, nhạc sĩ Huy Tuấn và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần lượt bỏ đi khi đến phần trình diễn của Jack tại đêm gala của Top 15. Cụ thể, trong tập phát sóng Việt Nam Idol tối qua 2 tháng 9, Jack là nam ca sĩ khách mời để trình diễn sau khi Top 15 Việt Nam Idol kết thúc phần dự thi của mình. Tại đây, anh đã biểu diễn ca khúc Xóa Tên Anh Đi. Đáng chú ý, khi máy quay lia xuống khu vực khán giả, bên cạnh sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả thì ba vị giám khảo quyền lực đã không còn ngồi ở đó. Điều này làm rộ lên nhiều nghi vấn về việc Jack không được lòng những nghệ sĩ đi trước. Tuy nhiên, sự thật chuyện này ra sao? Trước khi Jack trình diễn là tiết mục dự thi của thí sinh Lê Khoa, có thể thấy trong lúc này cả ba vị giám khảo vẫn vô cùng hào hứng nhận xét, chiếc bàn giám khảo vẫn được bật đèn sáng rực. Ngay sau khi Lê Khoa trình diễn xong, cả ba vị giám khảo đã chia sẻ cảm xúc của họ về top 15. Ngay sau đó rời khỏi sân khấu, về lại hậu trường để thảo luận việc chọn ra top 10 từ 15 thí sinh dự thi. Có thể thấy không hề có chuyện các giám khảo xem thường Jack, họ có nhiệm vụ quan trọng ở hậu trường để tìm ra top 10 được công bố ngay sau màn trình diễn của Jack. Màn trình diễn của nam ca sĩ sinh năm 1997 bên cạnh hâm nóng bầu không khí còn có nhiệm vụ kéo thêm thời gian để ba giám khảo đưa ra quyết định quan trọng. Sau tiết mục, nam ca sĩ phải nắng lại sân khấu để trò chuyện với MC Đức Bảo, đưa ra lời khuyên dành cho các thí sinh năm nay. Jack nói: "Mình có ước mơ hoài bão thì cứ tiến về phía trước, một ngày nào đó thành công sẽ đến với mình. Tôi là một người tích cực, luôn muốn bay thật xa. Khi nhìn lại tuổi trẻ của mình, tôi không hối hận mà cảm thấy rất tuyệt vời." Sự xuất hiện của Jack trong chương trình lập tức thu hút sự quan tâm của khán giả và cộng đồng mạng, đặc biệt trong bối cảnh nam ca sĩ vừa tái xuất với MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra. MV này gây chú ý với sự xuất hiện 6 giây của siêu sao bóng đá thế giới Lionel Messi. Nhiều chuyên gia cho rằng có thể phía Jack đã mất chi phí không đồng cho vụ việc này nên không bật chức năng kiếm tiền cho MV, đồng thời từ chối trả lời về bản quyền hình ảnh. Những tranh cãi liên quan đến bản quyền hình ảnh của Messi đang diễn ra gay gắt, cộng thêm bê bối tình ái kéo dài khiến Jack bị khán giả phản ứng khi xuất hiện ở Việt Nam Idol 2023. Cụ thể, sau khi tập chiến Việt Nam Idol lên sóng, nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng khi chương trình mời Jack, một nam ca sĩ với đời tư bê bối tham gia, lại còn đưa lời khuyên cho thí sinh. Cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc, không hiểu sao một chương trình tầm cỡ lại mời Jack về hát. Dám cá là có nhiều người cũng thất vọng như mình. Hết ca sĩ để mời hay sao mà mời Jack vậy? Hát khỏe như không thở, nghi ngờ hát nhép. Khán giả dễ tính quá, như ở Hàn Quốc, Trung Quốc thì Jack sẽ bị tẩy chay khỏi sóng truyền hình quốc gia. Không thể để thần tượng thế này xuất hiện trên sóng truyền hình, tẩy chay Jack. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng dù đông fan, khả năng thanh nhạc của Jack không thật sự tốt, thậm chí một số khán giả nghi ngờ Jack hát nhép trong chương trình. Hiện khán giả tiếp tục phản ứng gay gắt khi Jack được xuất hiện với tư cách khách mời trên sóng truyền hình và đưa ra lời khuyên về tuổi trẻ không có gì để hối hận cho các thí sinh. Chỉ vài tháng trước khi ra mắt MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra, Jack còn bị bạn gái cũ tố cáo đã dừng chu cấp tiền nuôi con từ tháng 3 năm 2022. Vì bê bối tình ái bắt cá nhiều tay bỏ bạn gái cũ khi mang thai, Jack bị chỉ trích khi tham gia Running Man. Sau khi Jack nói về tuổi trẻ không có gì để hối tiếc, khán giả tiếp tục đào lại loạt bê bối tình ái trong tuổi trẻ của nam ca sĩ này.